yêu bao hẹn thề xưa êm ấm. Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ, em nói bằng tiếng thơ mong chờ. Tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tới bời, với bao ngọt ngào ta vun sới. Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng, tan nát rồi giấc mơ hương hồng. Rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người khuất xa chân trời, sẽ hấp hối trong đêm ngủ khơi, sẽ thấy bóng tối với từng nỗi đau xanh ngời, xa vắng rồi những khi bên. Bao muộn phiền anh trông ngóng em bao miền, hỡi em ngọt ngào sao hoang vắng. Xót xa này từng đêm thao thức anh đong đầy, đêm vẫn là những đêm hao ngày. Bước trên đường đời anh mơ thấy em tươi cười, với bao hẹn hò tan trong gió. Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình, ta vẫn còn đứng đây riêng mình. Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài, thấy bóng dáng yêu thương ngày mai, với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng, ta gói trọn giấc mơ phai tàn. Xa chân trời, sẽ thấy bóng tôi với từng nỗi đau xanh ơi, ta vẫn còn đứng đây riêng mình. Thưa các anh chị em, có tối quá cũng nhờ các anh chị em là có thể chuyển lên được những trang để có thể đi được rộng hơn những cái live stream của chúng tôi, xin các anh em giúp, tại vì chúng tôi là không có, chúng tôi là bị giới hạn rất nhiều về cái chuyện đó. Về cái chuyện chuyển đi những cái thông tin của mình.
Vâng, thưa các anh chị em, bình thường thì các thứ ba và thứ hoặc là thứ tư hàng tuần thì tôi với anh Huỳnh Công Phải có những cái cuộc trao đổi với nhau. Tối qua tôi không nhìn thấy gì cả. Các anh chị em có nhận ra được cái gì không? Có... Tối qua. Thường thì mỗi một tuần đó, tôi với anh Huỳnh Công Phải sẽ cố gắng để có được một ngày với nhau để chúng ta trao đổi những vấn đề của thời cuộc, những vấn đề của các nước chung quanh cũng như là của các siêu cường, để liên hệ với câu chuyện của Việt Nam, để hy vọng rằng sẽ cùng với các anh chị em tại Việt Nam, những người có quan tâm đến đất nước, chúng ta sẽ không có hiện lên được cái gì cả. Chúng ta đang bị bao vây truyền thông. Truyền thông của chúng ta sẽ rất là khó khăn trong, tôi nghĩ là khoảng 10 ngày, 10 đến 15 ngày truyền thông, những cái công việc làm truyền thông của chúng ta sẽ rất là khó khăn. Điều đó nó đòi hỏi chúng ta phải tập để làm việc không có những cái mạng truyền thông như thế này, tức là không có cái những cái diễn đàn để trao đổi như thế này, mang tính cách live stream như thế này. Tôi nghĩ rằng là kể cả là Facebook cũng như là YouTube sẽ giới hạn rất nhiều cái sự tương tác, sự trao đổi của chúng ta. Tôi nghĩ là khoảng 10 đến 15 ngày, để sau đó tôi nghĩ khoảng chừng một tháng nữa đấy, nó sẽ có những cái kênh truyền thông khác, nó sẽ có những phương tiện truyền thông khác của những người của Tesla để cho chúng ta có thể sử dụng được một cái mạng truyền thông nó mạnh hơn nhiều, và đặc biệt là chúng ta sẽ không bị cùm nữa. Chúng ta sẽ không bị cùm mồm. Tôi nghĩ là khoảng từ một tháng đến một tháng rưỡi chúng ta sẽ có. Tuy nhiên trong cái giai đoạn 10 đến 20 ngày sắp tới đó, chúng ta phải chuẩn bị là chúng ta có những lúc là chúng ta không có live stream với nhau, chúng ta không có truyền thông, tất cả những tin tức của chúng ta trên trang mạng Facebook nó sẽ rất chậm, nó sẽ rất ít. Đây là một cái phản ứng tất yếu thôi. Đối với tôi, đây là một phản ứng sống còn của hai thế lực. Một thế lực chúng ta nôm na gọi là Cộng Hòa, và một thế lực chúng ta cũng nôm na gọi là Dân Chủ, là Dân Chủ Gia Hình, Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa. Đây là một cái giai đoạn mất còn, và nó sẽ ảnh hưởng đến không phải chỉ có một hai quốc gia, mà nó sẽ ảnh hưởng đến rất rộng cục diện của thế giới. Live stream của ngày hôm nay tôi xin phép được lấy một cái tên là Nhìn Người Để Tìm Bóng Ta. Tôi xin phép các anh chị, tại vì trên màn hình là tôi không có nhìn thấy được gì cả, cho nên tôi phải kéo một cái màn hình phụ để có thể tìm được những comment của các anh chị. Vâng, cũng xin với các anh chị là chúng ta sẽ không có bận tâm, chúng ta sẽ không có phân tâm. Không biết âm thanh có nghe được không thưa các anh chị?
chắc là tôi nghĩ là tôi sẽ đeo tai, đeo vào tai thì hy vọng rằng âm thanh có tốt hơn được chút xíu, tại vì bị can thiệp nhiều quá. Tôi dùng Bluetooth, tôi dùng gì đi nữa cũng các anh chị cứ vẫn bị phân tâm rất nhiều. Cho nên hôm nay hết sức là thủ công. Tôi như thế này. Tôi đeo tai nghe để hy vọng rằng sẽ các anh chị em sẽ không bị phân tâm nữa. Dẫu rằng đeo tai nghe thì tôi sẽ bị vướng víu, và tôi thì là nghĩ làm sao, lòng của mình nghĩ làm sao thì mình nói ra như vậy, không có chắt lọc, so đo tính toán hoặc là giữ kẽ ở trên màn hình, cho nên nhiều khi đó cái cảm xúc nó dẫn đến khua tay, tức là múa tay khua tay, nó dễ bị tung dây ra lắm. Xin các anh chị em thông cảm. Tôi là người có sao thì nói vậy. Và cái cuộc hành trình mà tôi nghĩ rằng bị dẫn dắt, chứ không phải là muốn đâu. Nó đau quá. Một cái cuộc hành trình 40 năm là đau quá, mất mát hết, mất tất cả. Như là cái bài hát vừa nãy chúng ta hát cùng nhau, nghe cùng nhau, mỗi một tác phẩm nhiều khi các anh chị em nghe, các anh chị em thấy mình và người yêu của mình, người yêu thương của mình, có lẽ là những người lưu vong mà ra giết thương đất nước của mình ấy, thì quê hương nó là người tình. Nó là người tình vĩnh cửu. Bởi vì người tình hay là người vợ hay là người chồng, đôi khi nó cũng chỉ là giai đoạn thôi. Một cái cuộc sống khi nó cứ gói vào trong một góc đó, tức là chúng ta chỉ có sống trong làng của chúng ta, chúng ta sống trong tỉnh của chúng ta thậm chí là sống trong quốc gia của chúng ta, với một cái phạm vi văn hóa xã hội làng xã tỉnh làng chúng ta có nhau đó, có gia đình có nhau, có cuốn bám đó, thì những cái chuyện gọi là những cái chuyện rạn vỡ đó của những cặp tình nhân hoặc là của những cặp vợ chồng đó, nó không có lớn lắm, cái giao độ nó không có lớn lắm. Nhưng khi chúng ta lăn vào một cuộc đấu tranh, chúng ta đi khắp thế giới, và thông tin của chúng ta là chúng ta tương tác với khắp nơi trên thế giới, thì cái ý thức của chúng ta đó, ý thức là tôi gọi là cái phách đấy. Một số các anh chị em ngày hôm nay đó, tôi nghĩ là mới lao vào trong cái chuyện tranh đấu truyền thông, và các anh chị em có được cái cơ hội sinh ngữ, tam giác ngữ, nhiều sinh ngữ. Và khi mà đối diện với những cái thông tin hỗn độn, nhất là những thông tin của cái tổ chức, của lực lượng Q đó, thì nhiều các anh chị em suy diễn nó đi quá đi, nó rộng quá đi. Cái suy diễn nó đến một cái mức độ gọi là đâu đó nó gần gần với sự vô thần. Tôi nghĩ đây là sự nguy hiểm. Bởi vì người ta nói là nho học, nho đạo của cổ xưa từ 5-6 ngàn năm trước đã xác định là quỷ thần kính nhi viễn chi. Những cái chuyện vong linh, những cái chuyện hồn vía, những cái chuyện hồn phách, nó mỗi một người là một góc độ nhìn khác nhau, một cái tầm nhìn khác nhau. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy hết được mọi chuyện. Cho nên kiến thức của các anh chị em ngày hôm nay đó, dù rằng các anh chị em có thể tương tác được rất nhiều, rất rộng, nhưng sự chắt lọc nó đòi hỏi chính cái bản thân của mình, tức là chính sự tu tập, hoặc là vô tình hoặc là cố ý, nó mới nhận ra được đâu đó những góc cạnh sâu xa và
và đích thật, nó dẫn đến những sự đích thật mà mỗi một người, cũng cái sự đích thật mỗi một người, mỗi một ý thức, mỗi một tầng ý thức cũng chỉ đến được cái đoạn nào đó thôi, chứ không phải là bao la hết. Vũ trụ của chúng ta bao la vô cùng, chúng ta không thể nào nhìn thấy hết được, chúng ta không thể nào hiểu hết được. Chúng ta chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Tức là trong cái vũ trụ của chúng ta, trái đất của chúng ta chỉ là một hạt cát. Và chúng ta cũng vậy, chỉ là một hạt cát trong cái vũ trụ mênh mông. Cho nên rất mong các anh chị em trẻ, các anh chị em có được cái cơ hội về ngôn ngữ. Nhưng xin đừng nghĩ rằng những cái kiến thức mà các anh chị em học được hay đọc được những tài liệu như vậy đó, khỏi cần cuộc sống lăn lộn, khỏi cần va chạm cuộc sống, thì ý thức của các anh chị em, kiến thức của các anh chị em đã là đủ. Thưa các anh chị em, nó không đủ. Với cái vị trí của một người nông dân, tôi là một người nông dân đi vào trong cuộc đấu tranh, bị xô đẩy vào trong cuộc đấu tranh, bước đầu mình nghĩ là cùng lắm là 2 năm, 3 năm. Có ngờ đâu nó dẫn mình đi tới ngày hôm nay 40 năm. Với biết bao nhiêu những tan nát, với biết bao nhiêu những mất mát. Và có những lúc mình trở thành một cái người gọi là tu mật tông, tức là tu hang núi, tu hang động. Tu hang động nghĩa là tĩnh lặng hoàn toàn. Chúng ta thèm được nghe tiếng con người mà chúng ta không có được. Khi mà chúng ta bị tĩnh lặng tận cùng và chúng ta bị dẫn dắt đến cái sự đói khát tận cùng, thì chúng ta đâu đó sẽ nhận ra được một số điều của tâm linh. Chứ nếu chúng ta cứ ăn no, uống đủ, thì chúng ta có đọc 1.000 cuốn sách, 1.000.000 cuốn sách, chúng ta vẫn chỉ là kẻ mọt sách. Kiến thức chưa thành ý thức được. Đối với tôi, cái ý thức, các anh chị em, trong thời gian gần đây, những người trao đổi dùng những cái tài liệu của Quy thì nói khá nhiều về cái tầng ý thức, và coi ý thức nghĩa là linh hồn. Tức là đâu đó là không có linh hồn, con người ta chỉ có ý thức. Ý thức tồn tại, ý thức tồn tại song song với xác thân của con người. Cổ nhân của chúng ta, tôi nghĩ là người Việt, cổ nhân của chúng ta hết sức sâu sắc khi nói đến cái chữ là hồn phi phách tán. Vậy hồn là gì? Phách là gì? Vía là gì? Những điều này khoa học Tây Phương hoặc là chữ nghĩa của Tây Phương chưa có diễn giải được. Trong khi tổ tiên của chúng ta không phải là siêu Việt, nhưng mà đâu đó tôi muốn nói đến cái chuyện truyền thừa của các tầng văn minh. Và đối với tôi, cái tầng văn minh Kailash, tức là những người còn sót lại của cái nền văn minh Kailash, tức là ở trên đỉnh của Hy Mã Lạp Sơn, là những người đâu đó có một cái móc nối, có một cái truyền thừa, có một sự nối tiếp giữa một cái nền văn minh khác với nền văn minh của ngày hôm nay, của chúng ta. Có thể là văn minh của một cái loài người của thế giới, tức là của cái nền văn minh thứ ba. Và ngày hôm nay chúng ta, tức là nền văn minh thứ ba, nền văn minh thứ tư, và ngày hôm nay chúng ta đứng trong cái tầng văn minh thứ năm. Kiến thức của họ, ý thức đó, cái đó là ý thức của họ, tức là cái phách của họ nó còn tồn tại. Bởi vì cái hồn họ giữ được, cho nên chủ của phách là hồn, tức là ý thức. Phách đối với tôi là ý thức. Hồn phi phách tán, một khi mà hồn bị lạc, tức là lạc hồn đó, thì mất ý thức. Cho nên tôi quả thực là lo lắng khi các anh chị em có học rất là nhiều, đọc rất là nhiều, và các anh chị em đồng hóa cái gọi là ý thức. Ý thức của con người là linh hồn. Ý thức của con người, tức là không có linh hồn, chỉ con người chỉ có xác và ý thức. Ý thức còn mãi, và gọi là cộng sinh với chúng ta. Để ngay như là những cái chuyện mà bây giờ khoa học đang đưa ra những chuyện clone, tức là chuyện của những người người ta làm giả đó. Tức là người ta cấy xác, tức là người ta làm một cái xác khác, clone, làm một cái xác khác.
rồi người ta cấy ý thức của một cái người nào đó mà bị làm clone, tức là làm ra hai người hay ba người. Điều này nó đang là những sự hoang đường. Chúng ta nhìn rằng nó là hoang đường. Chúng ta nhìn rằng hoang đường là bởi vì kiến thức của chúng ta chưa tới, kiến thức của chúng ta chưa đủ. Nhưng khi chúng ta nói rằng cấy hồn vào đó, tức là cái xác, cái clone, cái xác làm ra đó, thì những cái nhà khoa học gọi là siêu đẳng ma đó, thì họ sẽ đi vào, tức là họ cấy ý thức vào trong xác của con người, cái xác làm mới đấy. Thì người đó có ý thức của một đời sống nào đó của họ vừa mới xảy ra, và các anh chị em coi đó là coi như là coi là cái hồn. Tôi không nghĩ là như vậy. Ý thức nó chỉ là phách, hồn nó là chủ của phách. Người ta có thể làm clone được xác, người ta có thể moi móc, người ta có thể cấy một tầng ý thức nào đó, một tầng kiến thức nào đó của một người vừa mới bị thay thế để làm cái clone. Nhưng người ta không thể xây dựng được hồn mới. Người ta không... Tức là chuyện hồn, đối với suy nghĩ của tôi xin lặp lại, suy nghĩ của tôi có thể là đúng, có thể là sai, nhưng nó được chắt lọc từ những năm tháng, những năm tháng cùm kẹp. Đi tù mà bị cùm, nó khác với đi tù mà không bị cùm. Cùm biệt giam nó lại khác. Tức là cùm mà cùm lẫn 5 người, 10 người trong một buồng cùm nó lại khác. Mà cùm chỉ có một thằng hoặc là một bà, một cô thôi, trong một cái hầm cùm, trong một cái hang đá, một cái vách đá nào đó. Tháng này qua tháng nọ, tháng này qua tháng đó, đói khát cực kỳ. Những người đó sống được là những người bất thường. Và họ đâu đó mang một cái sứ mạng để họ phải đi theo, để họ phải cuốn theo, đi đến cuối cuộc đời của họ, để trước khi hồn của họ thăng đi, để đi đến hoặc là một cái kiếp người khác, hoặc là một cái kiếp gì gì khác. Luân hồi là có chứ không phải là không. Thưa các anh chị em, ngày hôm nay truyền thông của chúng ta quá rộng. Những cái tin tức, những cái kiến thức về truyền thông quá rộng. Và nó làm cho chúng ta hoang mang, nó làm cho chúng ta đâu đó là chúng ta bị dẫn vào mê loạn. Ngay như tại Việt Nam, trong những ngày vừa qua đó, một số anh chị em gửi cho chúng tôi những cái YouTube liên quan đến cái chuyện là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tuyển quân tại Thủ Đức chính thức ra mắt. Và các anh chị em mừng rỡ, các anh chị em vỗ tay. Đó là những anh chị em tương đối là có học và ở vùng Bắc Bộ, tức là vùng Nghệ An, vùng Thanh Hóa, Nghệ An. Rất muốn chia sẻ với các anh chị em rằng đó là một cái việc hệ trọng. Cái chuyện chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có được thành lập hay không, nó là một cái việc đại hệ trọng. Và cái sự đại hệ trọng đó, nó không thể được bàn thảo ở những cái gọi là những cái bàn truyền thông cóc nhái. Nó phải đi từng bước và nó phải được thảo luận bởi những con người thật sự mang một cái sứ mệnh đối với quốc gia, đối với thế giới. Chứ nó không thể là cái chuyện gọi là truyền thông cắp cắn được, truyền thông ếch nhái được. Nó làm cái điều đó để làm gì? Ngày hôm nay, chế độ Cộng sản Việt Nam đang hết sức là hoang mang. Những người có cái ý tưởng tiến bộ thì muốn nhân cái cơ hội này, nhân cái cơ hội mà cục diện của thế giới đang đảo lộn, COVID làm náo động thế giới,
tức là vũ khí vi trùng làm ảnh hưởng náo động trên thế giới. Và những cái tham vọng của hai phía, tức là bên phía gọi là nền cộng hòa của thế giới, cộng hòa công bằng tự do của thế giới mà nước Mỹ dẫn đầu, với một cái nền gọi là chủ trương xã hội chủ nghĩa trá hình dân chủ của những người đại tư bản gốc Do Thái biến dạng, họ là hai bên họ đang đánh nhau. Và một số những người cộng sản gọi là cộng sản tiến bộ, tôi nghĩ là vỏ thôi, họ vỏ là cộng sản thôi, chứ còn bản chất của cộng sản, nhất là cộng sản Việt Nam, thì không có sự tiến bộ. Tức là những người cộng sản đang muốn gỡ cái vỏ của mình ra, cái áo của mình ra, để thật sự hòa nhập vào với sự đau đớn của Tổ quốc, để đưa, mong rằng sẽ đưa đất nước qua một cái khúc quanh mới. Những thành phần đó đang có những tiếng nói tại Việt Nam. Và đối ngược lại là những thành phần bảo thủ cố gắng giữ cái quyền lực và quyền lợi cộng sản, gọi là cộng sản của mình, để thống trị đất nước. Thì cái thành phần đó, chúng nó sẽ làm thế nào đó để cho người dân sẽ không hành động gì cả. Người dân đừng nhìn về Miến Điện, người dân đừng nhìn về Thái Lan trong những ngày sắp tới, đừng nhìn về Campuchia trong những ngày sắp tới. Tôi nghĩ không lâu đâu, tháng nữa thôi, Thái Lan sẽ sôi lên sùng sục. Campuchia sẽ sôi lên sùng sục. Và những người cộng sản Việt Nam, những người gọi là tuyên giáo, tuyên quỷ của Việt Nam, họ nhìn thấy chuyện đó. Bởi vì chúng nó biết bao nhiêu tiền bạc, biết bao nhiêu là thông tin chúng nó chắt lọc được. Chúng ta, đời sống của chúng ta vừa phải lo lắng đời sống cơm áo gạo tiền của gia đình của chúng ta hết sức là cực khổ. Trong khi chúng nó chỉ có ăn rồi chúng nó thụ hưởng, để chúng nó tìm ra những mưu mô làm cho chúng ta, người dân Việt Nam, sẽ là một bầy cừu tích cực hay là một bầy cừu tiêu cực. Tại sao tôi gọi là bầy cừu tích cực và bầy cừu tiêu cực? Bầy cừu tiêu cực là một cái hình ảnh của đâu đó 60% người của miền Bắc ngày hôm nay, người Việt Nam của miền Bắc ngày hôm nay. Bầy cừu tiêu cực là bởi vì chúng ta không tiếp nhận cái kiến thức mới. Chúng ta cứ khư khư, chúng ta sống với một cái kiến thức đã cũ của chúng ta. Kiến thức đó là kiến thức gọi là kiến thức Bác Hồ, kiến thức đạo Hù, đạo Dụ, kiến thức của mấy thằng Đụ Dạo. Đem thằng Bác Hồ đó, đem thằng Hồ Chí Minh ra, nó làm cái chuyện đụ dạo, nó vừa đi vừa đụ ở ngoài đường. Và chúng ta có đồng bào ngoài miền Bắc của chúng ta nói điều này không phải là khinh bỉ nhau, nhưng mà nó là sự đau đớn. Đến 60%, 70% người dân ngoài miền Bắc vẫn còn mê cái thằng đụ dạo đó, mê cái thằng gọi là đạo Dụ đó. Chúng ta nhìn như thế nào về những cái bàn Phật? Chúng ta nhìn như thế nào về các cái ngôi chùa? Phật để đi đến thành Phật biết bao nhiêu đời tu người ta mới thành Phật. Trong khi những thằng rẻ rách, những thằng tướng lĩnh cộng sản, những thằng chó chết như thằng Hồ Chí Minh, nó cũng để lên bàn Phật và để ngang với Phật nữa. Điều đó để nói rằng người dân miền Bắc của chúng ta là tệ lậu về tư duy. Chúng ta bị dẫn dắt như một bầy cừu, và tôi gọi đó là bầy cừu vô ý thức, bầy cừu tiêu cực. Tích cực là sao? Tích cực là chúng ta suy diễn quá. Chúng ta suy diễn quá, hóa ra là chúng ta nói là khỏi cần làm gì hết. Rồi chuyện nó cũng sẽ đến. Nghe như là cái chuyện là Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta tin rằng Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở lại. Và cái điều nó nguy hiểm hơn là văn minh hơn, nhưng là nguy hiểm hơn là chúng ta nói rằng khỏi cần làm gì, dân Việt Nam khỏi cần làm gì, cắp cần làm gì, việc gì phải xuống đường.
Việc gì phải xuống đường giống như mấy thằng Miến Điện, việc gì phải xuống đường như mấy người Thái Lan. Khỏi cần xuống đường. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã ra mắt rồi, ra Thủ Đức rồi, ra tại Thủ Đức rồi. Và chỉ một năm, hai năm nữa thôi là xong. Tức là mọi chuyện là giải quyết xong hết, khỏi cần phải làm cái gì. Một số những Facebook và những trang YouTube chạy khá ồn ào những cái chuyện đó. Kể cả là một số những người gọi là YouTube, những người ở Facebook khá là có máu mặt. Thường là cả 2-3 năm qua đó là lấy những cái hình ảnh của đâu đó là một số những bạn bè của mình có tham gia vào trong quân đội của Mỹ. Có tham gia vào trong một số những cái hoạt động quân sự của người Mỹ và có một số những hình ảnh của những cái đơn vị tập luyện. Thậm chí là ở trên chiến hạm và trên các chiến hạm. Rồi các ông bà đã lấy những cái hình ảnh đó làm giống như hình ảnh của mình, rồi treo cờ Cộng Hòa lên, rồi dẫn dắt lèo lái cho nhiều người rằng à, khỏi cần phải làm cái gì hết. Chiến lược của thế giới là nó từ từ nó đến, cùng lắm là năm nữa, hai năm nữa là nó sẽ đến, là quân đội Mỹ sẽ vào giải phóng Việt Nam. Đủ mẹ chuyện tào lao xạo sự. Đây là cái bệnh tôi gọi là tích cực thái quá, hóa cuồng, hóa ngu, hóa điên, hóa khùng. Đây là cực kỳ là nguy hiểm, bởi vì nó làm cho nhiều người Việt Nam là hoang mang và đâu đó là ngồi uống cà phê thôi, ra cà phê tán láo là giải phóng được đất nước, ra cà phê, ra bàn nhậu, nhậu bí tỉ say sưa hàng ngày thì cộng sản sẽ sụp đổ. Đây là một cái lối dẫn dắt bệnh hoạn mà chúng ta bị dính vào. Và tôi khá là buồn bởi vì trong đó có những người khá thân đối với cái hoạt động, trong cái mảng hoạt động của tôi. Thậm chí tôi đã rất là giận, tôi nói đủ mẹ những cái tin tào lao này đừng bao giờ hỏi tao. Đừng khi nào nhận tao là thằng anh của chúng mày. Cuộc chiến đấu ngày hôm nay cần phải mở trí tuệ của chúng ta ra. Cái cuộc chiến mà giữa bên thiện với bên ác, trong thời gian gần đây đó, họ nói rất nhiều về cái tuyến tùng. Tôi dựa theo, lượn theo những điều họ nói về tuyến tùng mà tôi muốn cùng với các anh chị em để nhấn mạnh đến tính thiện của chúng ta, tính thiện của con người, sự vị tha của con người. Chúng ta có đạo hay không, nó giải thích, nó định nghĩa cho chúng ta được cái đạo lý của con người. Nó ở cái chuyện vị kỷ và vị tha. Đời sống của người ngày hôm nay gọi là Trung Quốc, đến 80% người Trung Quốc đã mất đi cái tính vị tha căn bản của con người. Chúng ta đừng quên rằng đất nước Trung Quốc ngày hôm nay, 2.000 năm trước, 3.000 năm trước là đất của Sở Việt, đất của Mân Việt, đất của Điền Việt, đất của Lạc Việt, đất của Chiêm Việt, tức là tới đến 80% là đất của dòng Bách Việt, tổ phụ của chúng ta. Ngay như vùng đất khởi, gọi là khởi ra cuộc chiến đấu của thời Hai Bà Trưng, ông Thi Sách là ở tận trên vùng Động Đình Hồ. Mà Động Đình Hồ là ở đâu? Chúng ta nói đến đập Tam Hiệp, mấy ai chịu tìm hiểu rằng Động Đình Hồ nó cách đập Tam Hiệp bao nhiêu? Và cái dòng gọi là dòng Dương Tử Giang nó liên quan như thế nào đến cái truyền thuyết gọi là cha rồng mẹ tiên? Một số những người ngày hôm nay đó đang có một số những kiến thức quá lớn, ôm một số những kiến thức quá lớn của cái tổ chức Quy, và các anh chị em phủi tất cái chuyện không có cái chuyện con rồng cháu tiên gì cả. Rất tiếc,
Đối với cái nhìn của tôi nó rất tiếc, bởi vì kiến thức của các anh em ôm nhiều quá, đọc nhiều quá, đọc nhiều sách quá, và các anh chị em bị tủ sách nó đè lòi cứt lòi đái ra, dính cả cứt cả đái vào mồm của các anh chị. Để nhìn về lịch sử, để nhìn về huyền sử, đã nói đến huyền sử là đâu đó nó phải nhìn bằng cái nhìn đạo mới nhìn ra, cái nhìn triết học mới nhìn ra. Nhất là đối với một chủng dân Bách Việt, bao nhiêu ngàn năm, cái nền văn minh Federation, tức là văn minh cộng hòa đó, văn minh bình đẳng, văn minh gọi là cách vật trí chi thành tâm chính ý tu thân tề gia trị quốc hòa thiên hạ, nó đã bị đảo lộn. Cái chữ hòa thiên hạ nó đã bị đảo thành cái chữ bình thiên hạ, tức là đi xâm chiếm các quốc gia khác, đi xâm chiếm thiên hạ để bình thiên hạ. Trong khi tổ phụ của chúng ta là hòa, chính vì thế mà các chủng Việt gọi là liên bang, gần như một liên bang vô hình của thời Bách Việt của chúng ta, là không có những sự xâm lấn lẫn nhau một cách cả hàng ngàn năm, thời Hùng Vương, 2.000 năm, 3.000 năm, là không có cổ suý cái sự tranh đoạt lẫn nhau. Chỉ đến cái thời bọn Tần Hán mới là sự tranh đoạt nó xảy ra mà thôi. Nó đem cái đạo Nho biến thành cái đạo khổng, và nó dẫn dắt con người ta vào trong cái chuyện cướp đoạt, cái chuyện tranh đoạt, thu thiên hạ về một mối. Cái chữ bình nó tai quái là như vậy. Thay vì tổ phụ của chúng ta là hòa, hòa thiên hạ. Ngày hôm nay tổ phụ của chúng ta có còn hay không? Họ còn đấy chứ. Linh hồn của họ vẫn còn. Cho nên mới có được một cái hy vọng rằng cái dòng Bách Việt sẽ có lúc xiển dương lại. Sẽ có thời kỳ sẽ xiển dương lại. Khi con người ta nhận ra được sự thật, khi con người ta hiểu biết được sự thật. Trước đây 1.000 năm làm sao người ta biết được ADN? Tức là thế nào, định dạng thế nào là ADN? Cái tầng ADN là 2 vòng xoắn, hay là 8 vòng xoắn, hay là 10 vòng xoắn, hay là 16 vòng xoắn? Làm sao biết được? Nhưng giờ này người ta đã nhận ra cái giá trị của ADN, chính là căn cước của con người, căn cước của mỗi chủng người, căn cước của mỗi dân tộc người, của mỗi tộc người. Và khi người ta nhận ra cái giá trị của ADN như vậy, người ta thấy à, Bách Việt nó có chứ không phải là nó không có. Cũng giống như ngày hôm nay, lớp trẻ 20 tuổi, 22 tuổi đã bắt đầu phải nhận ra à, là Việt Nam Cộng Hòa nó có chứ không phải là nó không có. Hai Bà Trưng là có chứ không phải là Hai Bà Trưng không có. Ông Nguyễn Huệ là có chứ không phải là không có. Nó không phải như được dẫn dắt một cách vô tình hay là tiệm tiến để quên đi lịch sử. Không biết là ông Nguyễn Huệ là ai, không biết ông Nguyễn Trãi là ai, không biết ông Nguyễn Bạc là ai, không biết sư Vạn Hạnh là ai, sư Khuông Việt là ai, những người xây dựng đất nước, những người lập lên nước Đại Việt nó là ai, và tại sao cái thủ đô của nước Đại Cồ Việt ban đầu, khi mà Ngô Quyền và Đinh Tiên Hoàng dựng khởi ra nước Đại Cồ Việt, là tại sao nó là Đại Cồ Việt, tại sao nó là nước Đại Cồ Việt, và tại sao nó lại ở vùng núi non, tức là thủ phủ là ở vùng núi non, ở vùng Ninh Bình, ở vùng Hoa Lư Ninh Bình, và tại sao thế kỷ thứ 11 là nhà Lý đã chuyển đô, rời đô về, rời thủ đô, rời kinh thành về 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 Hà Nội. Về Đại La, về thành Đại La, để từ cái gọi là cái vị trí của thành Đại La lập lên gọi là Thăng Long. Bao nhiêu truyền thuyết, bao nhiêu triết lý ở trong đó, và bao nhiêu những sự u ám của tham vọng, tham mưu đồ chính trị ở trong đó. Nó liên quan đến chủng tộc, nó liên quan đến văn hóa của chúng ta. Bao nhiêu điều.
Và biết bao nhiêu người ngày hôm nay 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi nhận định được những cái góc cạnh sự thật đó. Nó cần phải mở ra. Và ngày hôm nay các anh các chị có được cơ hội để mở. Nhưng mở, hãy mở thận trọng. Đừng mở với cái kiểu là mở theo cái kiểu của quy. Cái kiến thức của quy nó là kiến thức của đại đại học. Trong khi những người ở Việt Nam, đa phần các anh chị em trẻ của 20, 25 tuổi, thậm chí là 30 tuổi, kiến thức của các anh chị em đa phần là kiến thức trung học. Từ cái ghế trung học, chưa xong ghế trung học, ném các anh, các chị vào trong một cái môi trường của đại đại học, tức là môi trường đào tạo tiến sĩ, thì ú ớ đó. Nhưng thay vì thận trọng để tìm hiểu và lắng nghe chắt lọc giữa cái kiến thức của sự đọc với cái kiến thức của những người đã chiêm nghiệm bằng đời sống của họ mà vì lý do văn hóa hay lý do nào đó mà họ không diễn đạt ra được. Nhưng khi chúng ta lắng nghe, chúng ta tìm đến họ để chúng ta phối kiểm, chúng ta phối hợp thì chúng ta sẽ có được một cái giá trị nhận thức rất cao. Đó là đạo, giá trị của đạo. Nó đưa đến cái lý của con người. Chúng ta có đạo mà không có lý đấy, thì chúng ta thành cuồng. Mà chúng ta nghiêng về lý, chúng ta chuyên về lý mà chúng ta không có đạo thì chúng ta cũng trở thành những kẻ gọi là trí thức ác ôn mà thôi. Giống như bọn Do Thái biến dạng của cái thế lực ca ban của ngày hôm nay mà thôi. Thưa các anh chị em, cái câu chuyện của Miến Điện nó cũng đang rất cần cho chúng ta phải tỉnh táo. Cái câu chuyện Miến Điện, có thể nói là dân tộc Miến Điện họ đang đi trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sư. Và có thể họ sẽ bị lộn xuống bên này hoặc lộn xuống bên kia. Nhiều các anh chị em có đặt với tôi một câu hỏi là tại sao không lên án Trung Quốc, tức là Ấn Độ không lên án Trung Quốc trước Liên Hiệp Quốc. Và tại sao Việt Nam cũng giống với Ấn Độ là đưa ra một cái, tức là một Việt Nam là một trong bốn quốc gia là không có lên án Trung Quốc trong cái chuyện của Miến Điện. Tôi nghĩ rằng vấn đề Việt Nam đã các anh chị em nhận định được và giải quyết được vấn đề, giải quyết để mà trả lời được. Bởi vì họ chỉ là tay sai thôi. Tay sai thì chủ nói sao thì họ phải làm vậy. Nhưng với Ấn Độ thì Ấn Độ có phải là tay sai của Trung Cộng hay không? Thưa không. Vậy tại sao Ấn Độ không dám đập, tức là không dám tố cáo Trung Cộng sự can thiệp của Trung Cộng vào Miến Điện trước Liên Hợp Quốc? Gợi ra với nhau để chúng ta cần phải nhìn Liên Hợp Quốc ngày hôm nay là ai. Cái sự lèo lái của Liên Hợp Quốc là ai lèo lái Liên Hợp Quốc? Từ 3 năm nay, 4 năm nay người ta đã phải nhìn thấy rằng Liên Hợp Quốc đã thể hiện rõ ràng là tay sai. Là một cái thứ tay sai của một cái thế lực nhà nước ngầm, Deep State. Thế lực của những nhà tư bản biến dạng Do Thái. Và cái cuộc gọi là chúng ta tạm thời gọi là cuộc cách mạng này của Miến Điện nó đang như chỉ mảnh treo chuồng và nó không dừng lại được. Nhiều anh chị em nói rằng thế lực ca ban lèo lái bà Aung San Suu Kyi, và Aung San Suu Kyi bị lèo lái bởi thế lực ca ban thì không dạy gì là hô hào hỗ trợ cho cuộc gọi là cuộc nổi dậy. Có thể điều đó nó đúng, nhưng nó đứng ở một cái thời điểm khác chứ nó không đúng được cái thời điểm này. Cái thời điểm ngày hôm nay bây giờ là máu đang đổ và cái năng lực của người dân, người ta nhắm đến Trung Quốc để đánh.
Thì khi họ nhắm đến kẻ thù chung của chúng ta, của thế giới, và đặc biệt là kẻ thù ngàn năm của Việt Nam họ đánh, thì chúng ta dựa vào cái chuyện là bà Aung San Suu Kyi là dính đến Ca Bang, dính đến thế lực Soros, những cái quỹ của Soros. Và chúng ta hô hào nhau là chúng ta im lặng, chúng ta đứng ngoài, chẳng dại gì để xúi dân miến vào trong chết chóc. Tôi nghĩ đây là một sự sai lầm, một sự sai lầm khá trầm trọng của những người đang đi theo cái gọi là cái những lý luận của bên Quy. Tôi nghĩ bên Quy, lực lượng của Quy, tôi cũng có những tin tức và tôi hiểu được là họ không có cái thái độ giống như các anh chị em đang suy diễn và dẫn dắt. Bởi vì những cái sự suy diễn và dẫn dắt của các anh chị em nó rất gần với bên phía tuyên giáo của Cộng sản. Tức là nói rằng cái cuộc xuống đường của người dân Miến Điện là phi chính nghĩa, là ngu dốt, là phi chính nghĩa. Đâu đó nó giống như Sài Gòn năm 1970, 1972 hoặc là 1964, miền Nam Việt Nam. Tôi nghĩ đây là sự dẫn dắt của khá là tinh khôn, khá là tinh ma của bên phía tuyên giáo Cộng sản. Bởi vì chúng ta cần phải nhìn người dân Miến Điện đang đánh ai. Chúng ta có nhìn về một nhân vật mới xuất hiện và đang ở tại Ấn Độ hay không? Đó là ông Sasha. Tại sao lại có sự xuất hiện của ông Sasha như vậy? Tức là người ta đang nhìn đến ông Sasha là một vị bác sĩ với rất nhiều những cống hiến cho dân lành của Miến Điện, và ông ta đã phải lưu vong chạy sang bên Ấn Độ. Điều này nó giải thích một phần nào đó cho cái chuyện im lặng của Ấn Độ đối với cái chuyện gọi là lên án quân đội của Miến Điện. Đâu đó nó có sự liên quan đến Trung Quốc. Bởi vì chắc chắn Miến Điện, chắc chắn Ấn Độ, và tôi coi là cái người lãnh đạo Ấn Độ đó, và lãnh đạo Nhật đó, là hai người chính trị hàng đầu của thế giới. Đây là hai nhà chính trị hàng đầu của thế giới. Và chắc chắn là Thủ tướng của Ấn Độ nhìn thấy một chuyện là không có dại gì lên tiếng gọi là ủng hộ bà Aung San Suu Kyi cả. Bởi vì bây giờ nếu mà lên tiếng tố cáo đối với Liên Hợp Quốc, đối với cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc nữa, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, nó có được hay không? Chẳng bao giờ được cả, bởi vì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là những thế lực của Ca Ban nắm, là Trung Quốc nắm ảnh hưởng. Làm sao có thể có một cái hành động nào đó để can thiệp vào Miến Điện khi mà trong gọi là cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là 2/3 là ủng hộ cái khối quân sự của Miến Điện. Cho nên cái thái độ của Ấn Độ đối với tôi là thái độ tỉnh táo. Họ không có lên tiếng gọi là tố cáo lực lượng phe cánh quân sự của Miến Điện, nhưng họ âm thầm họ giúp đỡ cho một cái lực lượng cách mạng thật sự của Miến Điện. Chúng ta cũng đừng quên khi mà hô hào như vậy đó, ông Thủ tướng Ấn Độ mà hô hào như vậy đó, là nó sẽ có một cái tình trạng là tràn qua biên giới. Tức là người Miến Điện tràn sang để xin tị nạn, tìm tự do, tức là trốn thoát, chạy thoát khỏi Miến Điện. Nó sẽ trở thành một cái, tức là đang một cái sức ép như vậy, đang là một trái, gọi là trái mìn, trái bom như vậy. Và bây giờ chúng ta mở ra một cái lối thoát, người ta sẽ chạy theo, ồ ạt chạy theo cái lối thoát, và cái lối thoát là lối thoát dẫn đến sự tiêu cực, dẫn đến sự mất nước luôn, của tức là mất hoàn toàn kiểm soát của phe thiện tại tại Miến Điện.
Cho nên đối với tôi đó là thái độ sáng suốt, đóng biên giới, không để cho người Miến Điện tràn qua biên giới. Đây nó liên quan đến cái câu nói của ông Donald Trump khi ông phát biểu tại Liên Hợp Quốc cách đây 3 năm. Tự do của quý vị phải giữ lấy. Sự thịnh vượng của quý vị phải giữ lấy. Đừng đi đâu cả, hãy đứng lại trên đất nước của mình và chúng tôi sẽ hỗ trợ. Khi các vị đứng lại trên đất nước của mình để làm giàu cho đất nước của mình, để đòi sự tự do ngay trên đất nước của mình, cho dân tộc của mình. Chứ đừng đừng bỏ chạy nữa. Đó là thông điệp. Đối với tôi một thông điệp sáng suốt. Dĩ nhiên nói ra điều này thì có những người sẽ nói rằng à tôi là những thằng tàn nhẫn, à chúng tôi là những người cũng là đi chạy tị nạn, cũng đi xin tị nạn. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người Việt Nam khác hoặc là biết bao nhiêu những người ở các thế giới khác đều muốn đến Mỹ để xin tị nạn. Vậy tại sao là những người như chúng tôi phần lại là lên tiếng phản đối? Tôi nghĩ đó là một cái câu hỏi ngụy biện, mang tính cách ngụy biện. Chúng tôi đi là chúng tôi phải trả giá cái mạng sống chết chóc của chúng tôi, chính mạng sống của mình. Chứ không phải là chúng tôi giống như là những người đang đi đến cái vùng phía nam biên giới của Mỹ là bao nhiêu dịch vụ. Cái người làm giàu là ai? Là bọn trung gian. Và cái người lợi nhất là ai? Là tụi lèo lái, tức là lực lượng Soros. Nó lèo lái để gây ra những sự hỗn loạn. Nếu có chết ở biên giới một cách thật là nhiều đó thì tụi các ban cũng chẳng có mất gì cả. Trái lại chúng nó còn tạo được sự hỗn loạn cho nước Mỹ, làm cho nước Mỹ không ngóc đầu dậy được, phải lệ thuộc vào chúng nó. Còn nếu như cái lực lượng cả hàng mấy trăm ngàn người đó tràn vào được nước Mỹ, cả hàng triệu người xô đẩy nhau vào nước Mỹ như vậy, cộng với cả 11, 12 triệu người đang ở trong nước Mỹ gọi là bất hợp pháp đó, thì khi họ được chính thức công nhận thì họ có một cái số phiếu ít nhất là cũng là khoảng 20 triệu số phiếu, tự dưng trên trời xuống đất là có được 20 triệu số phiếu dành cho Đảng Dân Chủ. Bởi vì chắc chắn những người nhập cư mà cái kiểu đó, đó thì chết sống họ cũng phải là bỏ phiếu cho bên phía Dân Chủ. Cho nên cái ý đồ của thế lực Caban, thế lực của xã hội chủ nghĩa là cực kỳ là nguy hiểm. Nó dùng cái chuyện gọi là biên giới như vậy, tràn vào biên giới như vậy để nó giữ cái lá phiếu của chúng nó. Để chúng nó ít nhất, tôi nói là ít nhất nắm được 20 triệu lá phiếu. Mà 20 triệu lá phiếu thì đâu phải là rẻ đâu các anh chị. Và chúng ta nhìn như thế nào trong một cái cuộc bầu cử mà bảo rằng thẻ căn cước là không cần vào trong phòng bầu cử, không cần thẻ căn cước. Trong khi là những cái dịch vụ hết sức bình thường của đời sống bình thường, anh đi mua bán, anh mua thẻ hoặc là anh có những cái giao dịch nó khá gọi là đặc biệt một chút xíu, anh phải đem thẻ của anh ra, anh chứng minh thẻ căn cước của anh ra. Trong khi là chuyện bầu cử là chuyện vô cùng là quan trọng của quốc gia, thì anh lại đưa ra một cái luật là không cần thẻ căn cước. Vậy ý đồ của họ là gì? Điều đó cho chúng ta nhìn thấy nước Mỹ là tôi gọi là thượng mã phong. Nước Mỹ ngày hôm nay, tôi nghĩ là trong khoảng một năm trời là bị thượng mã phong. Tức là một anh chàng to lớn, khỏe mạnh, đè bà vợ của mình xuống và trong gọi là cái cơn xúc cảm dâng ào ạt đó là anh bị ngất đi. Anh điếc luôn và anh nằm trên thân xác của vợ anh đuỗn ra. Nước Mỹ ngày hôm nay y như vậy, tức là chú Sam là nó nằm đuỗn ra ở trên thân thể của nữ thần tự do.
Và bà nữ thần tự do, bà có hất ánh sướng không? Hất là chết mẹ, hất là bỏ mẹ. Mà không hất thì bà phải làm sao bây giờ? Bà cứ để cho ông nằm trên đó một ngày, hai ngày rồi bà ông cũng chết đi. Bởi vì Thượng Mã Phong là hất xuống cái là chết ngay. Tức là khi mà đưa cái dương cụ khỏi cái gọi là cái tầng sinh môn của người nữ là chết ngay. Gọi là bệnh Thượng Mã Phong. Nước Mỹ ngày hôm nay y chang như vậy. Và bà muốn cứu được nước Mỹ, bà muốn cứu chồng bà phải hét lên: "À bố ơi, à mẹ ơi," tức là hét trong nhà. Phải toáng lên: "Bố ơi có nhà không, mẹ ơi có nhà không, em ơi có nhà không, anh ơi có nhà không, vào trong đây cứu, cứu anh này." Mà lúc đó là hai đứa đang trần truồng. Hai vợ chồng đang trần truồng, tức là chú Sam với bà nữ thần tự do là đang trần truồng. Thì người ở bên ngoài mới chạy vào phòng riêng, mở cửa ra rồi vén màn ra, đối với Việt Nam, Âu Châu, Á Châu thì vén màn ra để làm một số những thao tác để chích vào những cái huyệt căn bản để cứu thoát, tức là trở lại cái sự sống cho cái người đang bị Thượng Mã Phong. Nước Mỹ ngày hôm nay đối với cái nhìn của tôi y chang như vậy. Và họ đang gào lên đấy. Cái lực lượng Quy, lực lượng Cộng Hòa đang gào lên đấy. Gào lên là sao? Truyền thông thì bị bưng bít hết. Và họ bây giờ họ gào lên, họ hét lên. À sự thật nó là như vậy đấy. Chúng tôi đang trần truồng, nước Mỹ đang trần truồng, chú Sam đang trần truồng. Và phải banh ra, phải vạch ra trước thiên hạ. Khi sự thật vạch ra trước thiên hạ, à thiên hạ nhìn thấy rõ ràng, à mẹ cái hai đứa chúng mày tỏ tí với nhau, tỏ tí gọi là có công pháp hay không, có gọi là hợp thức hay không, hay là một sự hiếp đáp nào đó. Tức là cái ông nằm trên gọi là cái chú Sam đó là có trong cái chuyện làm tình nó có phải là chính nghĩa hay không? Hay là nó là một sự hiếp đáp? Người ngoài sẽ cứu, tức là we the people, dân quốc Hoa Kỳ sẽ cứu. Mà muốn cứu được thì sự thật phải phanh phui ra. Đừng che giấu nữa. Bao nhiêu sự thật, cái đầm lầy đó nó phải mở ra để cho người dân người ta biết, à nước Mỹ đang bị Thượng Mã Phong và phải cứu nước Mỹ, phải chích vào huyệt đạo nào đó, phải làm thế nào đó để cho cái thân thể, gọi là thân thể nước Mỹ, thân thể của chú Sam rời khỏi cái cuộc hoan lạc đó mà không chết. Nước Mỹ ngày hôm nay đang Thượng Mã Phong, đối với tôi y chang như vậy. Thưa các anh chị em, cái câu chuyện Miến Điện, tôi nghĩ rằng nhiều anh chị em chưa nhận ra cái địa chính trị quan trọng của Miến Điện nó như thế nào. Địa văn hóa, địa chính trị và văn hóa. Nước Tàu rất lớn như vậy, nhưng mà để đi ra biển được, chỉ có hai cửa để đi ra biển, cửa phía đông và cửa phía tây. Cửa phía đông thì họ bị giới hạn rất nhiều bởi Taiwan. Và xa hơn Taiwan, đi về phía đông bắc thì nó dính bên phía Hồng Hải, bên phía Hoàng Hải đó, thì nó dính đến cái quyền lực quân sự của người Nhật Bản. Điếu ngư Shikoku nó ảnh hưởng bên đó. Tức là bên phía đông bắc thì là cái gọng kìm của Nhật Bản. Đi xuống phía nam, đông nam đó, là bị cái gọng kìm của Malaysia, Indonesia, tức là cái kinh đào Alaska, kinh đào Malaska.
Biển Đông. Họ đã nghĩ được rằng họ nắm được quyền lực bằng suốt một cái triều đại của thời Obama. 8 năm trời của Obama, họ nghĩ rằng họ đã nắm được quyền lực và quyền lợi của Biển Đông. Cho nên mười mấy cái căn cứ quân sự nổi của họ đó, họ thiết lập một cách chặt chẽ tại Biển Đông, được sự tiếp tay của Obama. Nó có những giải pháp, nó có những sự thỏa thuận với nhau giữa cái chế độ của cái thời chính phủ của Obama với Trung Cộng ở chuyện Biển Đông, ở chuyện của Taiwan, của Đài Loan. Và nó chỉ có bị động lại khi thời của ông Trump ông lên. Thì Biển Đông cho tới ngày hôm nay chúng ta đang nhìn thấy rằng lực lượng quân sự của Hoa Kỳ và lực lượng quân sự của Âu Châu đã có mặt tại Biển Đông một cách hết sức là đặc biệt. Bởi vì nó là quyền lợi hàng không, quyền lợi hàng hải của cả thế giới. Thì khi Trung Quốc họ thấy cái thái độ của ông Donald Trump như vậy đó, là họ phải tìm một cái con đường thứ hai. Nó trở thành yếu tố quan trọng hơn cái con đường của phía Đông. Tức là con đường thứ hai chính là con đường phải đi qua Rangoon. Cho nên phải làm sao chiếm được quyền lực chính trị và quân sự tại Miến Điện. Cái con đường thứ hai, con đường huyết mạch thứ hai, con đường hàng hải huyết mạch thứ hai đó, nó đã bị trở thành là mục tiêu quan trọng thứ nhất cho sinh mệnh, kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Vì thế đó, họ phải bằng mọi cách họ nắm lấy cái quyền lực một cách toàn vẹn, một cách trọn vẹn của Rangoon, của Miến Điện. Phân tích với nhau như vậy để chúng ta thấy cái chiến lược tứ giác kim cương nó vô cùng quan trọng cho thế giới, và đặc biệt là quan trọng với Trung Quốc. Và thế lực Trung Quốc nó nhìn thấy rõ ràng là sự chết chóc của chúng nó nếu nền Cộng hòa của Mỹ vẫn còn tồn tại, bằng mọi cách phải hạ gục cái nền Cộng hòa của Mỹ. Vì thế mà COVID-19 ra đời. Và COVID-19 ra đời là để nhắm mục tiêu chính là đánh gục nền Cộng hòa của Mỹ. Chúng ta cần phải nhận định rất rõ điều đó. Bởi vì đánh gục nền Cộng hòa của Mỹ thì Biển Đông mới vững vàng được. Đánh gục nền Cộng hòa của Mỹ thì kinh tế của Trung Quốc mới nắm được quyền chủ đạo trên thế giới. Thứ nhất là Biển Đông và thứ hai là vấn đề kinh tế. Trong cái giai đoạn vừa qua đó, nó có một cái sự bế tắc liên quan đến Biển Đông là Trung Quốc bị bao vây. Biển Đông là không phải chỉ có hạm đội 7 nữa, mà hạm đội 3 cũng đã, tức là hạm đội hải quân của Mỹ, hạm đội 3 cũng đã phối hợp với hạm đội 7 để có mặt tại Thái Bình Dương. Và tháng 11 năm ngoái đã ra mắt trở lại một cái hạm đội quan trọng cực kỳ cho Thái Bình Dương, tức là hạm đội số 1. Nguyên tắc hạm đội số 1 là được phục dựng lại. Bởi vì khoảng năm 1970 thì 72 thì hạm đội 1 đã coi như đã không còn nữa. Bởi vì cái chiến lược của Mỹ lúc bấy giờ được sự lèo lái, bị lèo lái bởi khối Do Thái biến dạng. Tức là khối Do Thái đột biến, đột biến gen. Những thằng đại tư bản, gia đình Rothschild, gia đình Rockefeller này nọ đó là đã thay đổi cái chiến lược Thái Bình Dương và hủy bỏ đi cái hạm đội số 1.
Tháng 11 vừa rồi là Tổng thống Donald Trump và sức mạnh của nền Cộng hòa đã khai sinh lại, trở lại cái hạm đội 1. Sự khai sinh trở lại của hạm đội 1, thằng điên Trung Quốc nó cũng phải nhìn thấy rằng gọng kìm đang khép lại. Và từ cái chuyện này nó liên quan đến cái ông Biden. Nhiều người nói rằng ông Biden vẫn, tức là ông Biden là người tổng tư lệnh tối cao, đã có những cái thái độ quân sự tại tại Biển Đông. Tôi không nhìn như vậy, bởi vì nếu là ông ta nắm cái thế lực quân sự thế giới của Hoa Kỳ đó, tại Biển Đông ấy, thì không khi nào ông ta lại bổ nhiệm một người hết sức là chống ông ta, là ông em của ông tướng Michel Flan, làm tổng tham mưu trưởng toàn Thái Bình Dương. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng cái thế lực của Cộng hòa vẫn nắm toàn diện quân đội. Cái anh chàng tổng thống nó có cái gì đó nó rất là lạ. Lát nữa tôi sẽ đề cập đến cái chuyện múa may quay cuồng, tức là diễn của cái ông tổng thống Biden. Thì đó, chúng ta cần phải nhìn rằng cái biển phía Tây, tức là biển mà từ Rangoon đổ ra đó, cái biển Ấn Độ Dương đó, nó trở thành sống còn đối với, tức là sống còn cuối cùng đối với Trung Quốc. Cho nên bằng mọi cách nó phải thao túng cái chuyện của Miến Điện. Và ngày hôm nay người dân Miến Điện họ bùng lên như vậy, cái mục tiêu chính của họ là khóa cái gọi là khóa cái hải khẩu đó, khóa cái cửa khẩu đó của thằng Trung Quốc, của quyền lực Trung Quốc. Họ chống lại lại quân đội, người dân họ chống lại quân đội là để họ khóa đi cái hải khẩu đó. Vậy thì chúng ta lý do gì chúng ta lại dửng dưng với cái nỗ lực của người dân Miến Điện? Có thể là cánh của bà, tức là cánh Soros với cánh của bà Aung San Suu Kyi đó, có thể là nó là nguy hiểm đấy, nhưng mà nó là nguy hiểm tầng 2, tầng 3, tức là phía sau. Chuyện đó nó sẽ được giải quyết sau. Và nó cái chuyện đó, cái chuyện gọi là cái thế lực ngầm nó giải quyết, nó không thể giải quyết từ Rangoon, giải quyết từ Miến Điện, mà nó phải giải quyết từ Mỹ. Một khi nó giải quyết xong cái chuyện ở Mỹ thì tự nhiên cái chuyện Rangoon, cái chuyện nỗ lực của Soros vào, dọc Soros vào trong cái chuyện của Miến Điện ấy, thì nó là muối bỏ biển, chẳng ăn thua gì cả. Cho nên chúng ta đang cần, rất cần nhìn kẻ thù gần và kẻ thù xa. Cái thằng kẻ thù xa nó không đáng nguy hiểm, tức là kẻ thù xa của Miến Điện nó không đáng nguy hiểm, và đằng nào nó cũng chết. Trong khi là chúng ta cứ với tay ra, chúng ta bảo rằng, chúng ta hô rằng chúng ta lấy đá, chúng ta ném vào cái thằng thật xa, trong khi nó ở cách chúng ta, khoảng cách chúng ta là cả 2 cây số, 3 cây số, chúng ta cầm đất, cầm đá, chúng ta ném, có tới hay không? Trong khi cái thằng kẻ thù Trung Quốc nó đứng ngay trước mặt dân của Miến Điện, và dân Miến Điện đang tìm đủ mọi cách để đập tụi nó, thì chúng ta lại hô dân Miến Điện đừng có đánh cái thằng kẻ thù này. Cái thằng kẻ thù này nó không có nguy hiểm bằng cái thằng kẻ thù ở xa kia. Chúng ta ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi. Kiến thức đầy mình nhưng không chắc lọc được đấy, thì cái đó nó thành thằng điên. Sách đè, tủ sách nó đè. Thưa các anh chị em, giờ trở lại cái chuyện của ông Biden làm trò. Một số những hình ảnh của ông Biden bị té ngã khi leo lên cầu thang 3-4 lần. Và có nhiều người bị uất ức quá. Uất ức vì người ta nhìn cái anh chàng Biden là một anh chàng xạo lão, anh chàng lão xạo, là một anh chàng ăn cướp phiếu, là cái chàng là một thằng ăn cắp.
và cứ nhơn nhơn tự đắc, rồi nhơn nhơn dạy dỗ người ta, bây giờ bị ngã như vậy thì cái phản ứng bình thường của người ta là người ta nói anh không có chịu lượng sức mình, anh đi còn không nổi nữa, mà anh đòi nắm quyền lực của siêu cường của thế giới, anh làm bao nhiêu chuyện lu bu, làm bao nhiêu chuyện nó náo loạn của nước Mỹ lên, thì cái sự cười cợt của người ta đó, đặc biệt là người Việt thì đâu đó nó cũng phải chấp nhận thôi, bởi vì anh là người của public mà, cái khuôn mặt của công chúng, mà hơn nữa nó liên quan đến quá nhiều những sự nguy hiểm cho cả thế giới, thì người ta có bày tỏ một cái thái độ rằng người ta cười cợt thì điều đó nó cũng là hợp lý thôi. Ông ta không phải là một cái ông già thiện lành của Việt Nam, một ông già 70 mấy tuổi, 80 tuổi thiện lành của Việt Nam đi đường bị ngã thì người ta sẽ xuống vào, người ta nâng lên một cách hết sức trân trọng, trong khi anh thao túng quyền lực của cả thế giới mà anh bị ngã đó, mà người ta không làm gì được đó. Người ta đứng xa, người ta không có tức là người ta thấy anh làm bậy mà người ta không làm gì được, bây giờ anh ngã thì người ta đứng người ta cười, đó là chuyện tự nhiên. Và điều nó khá là nhân văn ảo, đó là có những người Việt Nam, tức là các ông bà dân chủ của chúng ta lại đưa ra những cái lý luận biện minh, nói rằng cái đó là vô văn hóa. Khi một ông già bị ngã như vậy mà chúng ta cười được, nghĩa là chúng ta vô văn hóa. Vậy thì cái hành vi ăn cắp của ông ta và của Đảng Dân Chủ của ông ta, cái hành vi bịt mồm, cùm mồm của biết bao nhiêu những Facebook trên toàn thế giới cũng như của Việt Nam ấy, thì cái hành vi đó nó có văn hóa hay không? Các anh các chị nhân danh rằng các anh các chị là người hoạt động đấu tranh cho nhân quyền, trong khi cái thằng ăn cướp to tổ mẹ, tức là thằng ăn cướp bạc tỷ, thì các anh chị em xuân xoe, xoa tay và khấn vái, mơn trớn, khen ngợi, gọi là ngài. Nó có một cái thằng nó cực kỳ là đểu. Và đối với tôi, thằng này là thằng cắp ngái, thằng cắp cắn, thằng cắp nhái, thằng tên là Lê Trung, ở xứ Tiệp. Hình như Lê Trung là người gốc Bình Định, là một thằng Việt Cộng, gốc Việt Cộng. Và anh xưng bằng ngài, rồi anh nói những người như anh em chúng tôi đó. Tôi thì thực ra là bản thân tôi không cười được. Dẫu gì tôi, nhiều người nói là mẹ Thành là nó ác, chứ thực ra là tôi cũng không đến nỗi nào, tôi không đến nỗi nào có thể cười được cái chuyện đó. Nhưng nó bẽ bàng, quả thực là bẽ bàng. Tôi khinh bỉ chứ tôi không cười. Nhưng có những anh em của chúng tôi đó là họ kêu là đại khái cái thái độ là mà chết mẹ mày đi, mày tham quá, mày chết mẹ mày đi, mày ngã như vậy, chết mẹ mày đi. Thì những người gọi là văn nhân văn nhã như vậy, thí dụ như Lê Trung chẳng hạn ở biên Tiệp, là hét lên là vô văn hóa, Việt Nam là vô văn hóa. Tôi không biết là ông Lê Trung đó, ông văn hóa ở cỡ nào mà ông có thể vỗ tay được, liếm đít được những thằng như thằng Biden, thằng ăn cắp như vậy, để xí vả những người ủng hộ ông Thum, gọi là bọn cuồng Thum, và gọi Thum là cái thằng ăn cướp, là cái thằng bệnh hoạn, là cái thằng thế này thế đó. Mù quáng, cái đó là một cái thái độ mù quáng. Và có những người đặc biệt cũng đã từng hoạt động với anh chị em chúng tôi nói hãy mở mắt ra, đừng nhìn cái chuyện ngã, mà hãy nhìn thái độ người ta đứng lên. Nó, tôi muốn nói làm sao, tức là anh văn minh rộm, nhân văn rộm, nhân quyền rộm. Thưa các anh chị em, chúng ta đang nhìn cái câu chuyện của Miến Điện, đang nhìn cái câu chuyện của Mỹ, để chúng ta tìm ra chúng ta ở đâu và chúng ta là ai. Nó có cần hay không? Nó có cần chúng ta
nhìn vào câu chuyện của Miết Điện để chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta hèn hạ lắm hay không? Chúng ta yếu đuối, chúng ta đốn mạt, chúng ta vị kỷ lắm hay không? Vị kỷ nghĩa là thượng đội hạ đạp. Dân của chúng ta có thượng đội hạ đạp, có ích kỷ, có vị kỷ hay không? Hay là vị tha giống như người Miến Điện? Đó là dân của chúng ta tại Việt Nam. Còn những người tại hải ngoại nhìn cái câu chuyện của Miến Điện và nhìn cái câu chuyện của Mỹ, chúng ta có nhìn thấy ra chúng ta hay không? Chúng ta có nhìn thấy sự yếu kém của chúng ta hay không? Chúng ta có cần phải nhìn rằng chúng ta đấu tranh không có một cái gì gọi là chuyên nghiệp. Chúng ta đấu tranh hoàn toàn bằng cảm tính. Tôi hồi nãy tôi đề cập bất đắc dĩ tôi phải đề cập đến một cái tên là thằng Lê Trung và một người đã từng hoạt động cùng với tôi về vấn đề nhân quyền. Và một lô một lốc những nhà gọi là những nhà dân chủ ở bên Mỹ trong cái chuyện là Biden làm trò diễn ngã lên ngã xuống. Chúng ta có chuyên nghiệp hay không, hay là chúng ta hoàn toàn là hoặc là vì cảm tính, hoặc là vì cái tôi của mình, hoặc là bị dẫn dắt đâu đó một cái quyền lợi nào đó, một cái quyền lực nào đó của phe to đùng của thế giới, thế lực ngầm Soros. Tôi nghi lắm ạ. Các anh các chị thay đổi quá lẹ, các anh các chị thay đổi 180 độ về cái gọi là nhân quyền, về cái gọi là nhân văn, nhân bản của con người. Ngày hôm nay tôi nhìn các anh các chị không thấy được bất kỳ một cái gì đó gọi là nhân văn hay nhân bản mà các anh các chị thường rêu rao. Đâu đó tôi nhìn các anh các chị một cái dạng gọi là cái dạng của quỷ, dạng con rắn chính trị. Cái câu chuyện của ông Biden, người ta nói là ông Biden đang trèo lên một cái thang của cái máy bay Air Force One. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cái máy bay Air Force One mà nó sơn phết, nó lam nham. Và tại sao lại Air Force One là một cái gọi là khuôn mặt của Tổng thống Mỹ mà lại phải sơn phết, nó nham nhở, nó rất là vội vã như vậy. Tức là cái mảng bụng ở dưới là thay vì là gọi là cái màu xanh, tức là màu đặc thù của Air Force One là màu xanh lơ, trong khi ở dưới bụng thì không phải là màu xanh lơ, ở dưới bụng vẫn còn là màu trắng, tức là màu nguyên thủy của những máy bay du lịch, những máy bay khai thác thương mại hàng không. Thì vậy thì phải chăng là người ta đã sơn phết lại, người ta đã làm gì đó từ một cái máy bay nhái, tức là một cái máy bay hàng không thuê mướn rồi sơn vẽ lên. Tôi nghi lắm ạ. Các anh chị em hãy quan sát kỹ đi những cái clip rõ ràng, chứ không phải là photoshop, những cái clip rõ ràng. Hãy nhìn cái bụng máy bay của ông Biden ông lên, để cho chúng ta cần phải hỏi chuyện gì nó đang xảy ra tại nước Mỹ. Phải chăng thật sự là anh chàng Sam đó, tức là nước Mỹ đang là một cái thân ục ịch, bị thượng mã phòng nằm trên thân thể một người đàn bà, có thể người đàn bà đó là nữ thân tự do. Thưa các anh chị em, tôi nghĩ rằng vấn đề biên giới của Hoa Kỳ các anh chị em đã có thể nắm được. Tôi chỉ nói sơ sơ như ban nãy tôi trình bày thôi, đó là một sự khủng hoảng vô cùng lớn mà nó mang ý đồ chính trị, chứ nó không phải chỉ có đơn giản là về vấn đề nhân đạo, nó là về vấn đề chính trị, để người ta có được những số phiếu, ít nhất là cả 20 số phiếu, muôn đời sẽ nằm ở bên phía dân chủ. Trong khi cầm quyền được coi như là cầm quyền 2 tháng đấy, cái nỗ lực của họ là làm gì? Sắp xếp lại. Thứ nhất là chia nhau cái sự tham ô,
chia nhau những cái quyền lợi của cái gói cứu trợ gọi là cứu trợ COVID. Rõ ràng nó có quá nhiều sự tham ô trong này. Đó là sự chia nhau. Chia nhau cho quyền lợi đảng, quyền lợi của Đảng Dân Chủ. Về cái gói là gói cứu trợ 1.900 triệu đô la. Không ai giấu được. Song song với cái chuyện đó, đó là biết bao những cái chuyện điều hành vớ va vớ vẩn. Và quả thực là nó chứng tỏ rằng năng lực làm việc nó không có. Vậy thì chúng ta hãy nhìn về thời của Obama. Obama đâu có giỏi lắm đâu. Nhưng cái ekip của Obama, tức là thế lực ngầm, là hết sức là giỏi, hết sức là siêu. Dẫn người ta đi hết vào cái cả thế giới, đi hết vào cuộc tranh chấp này đến cuộc tranh chấp khác, mà vẫn nhìn Obama là một vị anh hùng. Cả thế giới bị lừa hết. Người Mỹ thì bị lừa gọi là 100%. Vậy tại sao cái thời kỳ này, thời kỳ của ông Bảy Đần này lại là dạ vâng, là 1.900 tỷ. Nó lớn khủng khiếp. Lại trở lại cái câu chuyện của người Mỹ bị lừa trong cái thời kỳ gọi là thời kỳ huy hoàng của Obama. Thì ngày hôm nay tại sao ông Biden lại tồi tệ như vậy, lại điều hành dở đến như thế? Và trong vòng 2 tháng vừa qua là gần như là ông chỉ có tìm cách ông xóa đi, ông phá đi những cái thành quả của thời ông Donald Trump thôi. Cái bộ sậu đó ở đâu? Cái bộ sậu giỏi giang mà đứng đằng sau lưng của Obama đó, nó ở đâu? Mà nó để Joe Biden lúng túng đến như vậy, thậm chí là không dám ra họp báo nữa. Tại sao vậy? Cái câu hỏi này là một cái câu hỏi chúng ta cần phải đặt lại, là cái nhân lực của thế lực ngầm, nhân lực giỏi giang, nhân lực siêu đẳng, nó đang ở đâu? Tại sao nó không giúp ông Biden? Nó còn sống hay nó đã chết? Hay nó còn sống mà nó bị bị nhốt ở đâu đó? Nếu mà nó dẫn đến cái câu hỏi là nó còn sống mà nó bị nhốt ở đâu đó, đó, thì chúng ta nhìn thấy cục diện của thế giới đang đi đến cái giai đoạn chuyển đổi một cách hết sức lớn lao. Chúng ta hãy nhìn sắc mặt của những người gọi là nền Cộng hòa của Mỹ, từ tướng Flynn đến đến bà luật sư Sidney Powell, Giuliani, Pompeo, tất cả đều hết sức đĩnh đạc. Thái độ đó không phải là thái độ của kẻ thua cuộc. Thái độ đó là thái độ của những kẻ mang một ý thức, một tư tưởng hết sức tự tin. Và cái gì làm cho họ tự tin như vậy? Tại sao họ tự tin như thế? Vâng, thưa các anh chị em. Trong cái sự hỗn loạn của cuộc tranh đấu mà tranh tối tranh sáng như thế này, tức là giữa hai thế lực của thế giới, đó là thế lực cộng sản trá hình ra là xã hội chủ nghĩa, của cái thế lực Caban, cái thế lực ngầm họ lèo lái đó, chúng ta lại phải đối diện với cái chuyện là chính chúng ta có những cái kẻ thù. Sự kẻ thù nó đến ngay sự tự mãn của chúng ta, tự mãn làm truyền thông, tự mãn tác động vào truyền thông. Nó làm nhiễu loạn hết truyền thông. Nó làm cho chúng ta không biết đường đâu mà mò. Bởi vì loạn quá, nhiễu quá, cho nên giờ này là giờ chúng ta hết sức cần có nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng trong cái phần nào mà chúng tôi có thể góp sức được với các anh chị em, để mong muốn rằng các anh chị em sẽ không đi vào những
những sự sai sót. Nếu có, cuộc tranh đấu nào cũng có những sự sai sót hết. Cái vấn đề là sự sai sót nó đến đâu, nó có chấp nhận được hay không, và nó có những cái thành quả nào đó trong cái sự sai sót hay không. Chúng ta đi trên đường trong bóng đêm, cái hành trình đường dài trên con đường đá đó, làm sao chúng ta không bị vấp? Chắc chắn là sẽ vấp. Và khi vấp, chúng ta có đứng lên được hay không? Giống như một số anh chị em nói là đừng cái nhìn cái sự ngã của ông Joe Biden, mà hãy nhìn sự đứng dậy của ông Biden. Thì đâu đó chúng ta cũng cần nhìn chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận chúng ta bị ngã. Bởi vì chúng ta tham gia vào cuộc đấu tranh là chúng ta mù. Chúng ta đi trong bóng đêm mà chúng ta gần như là chúng ta bị đuôi. Tại sao tôi nói là chúng ta đuôi? Chúng ta không có một cái tổ chức tình báo nào cả. Trong vòng 15 năm qua, Việt Nam của chúng ta, những người gọi là đấu tranh, thậm chí là vào tù nữa, mang cái danh nghĩa là xã hội dân sự nữa, là đều là nhận tiền từ thế lực của George Soros cả. Tức là không phải là chỉ có cái chuyện ở Miến Điện bà Aung San Suu Kyi là nhận tiền của George Soros, mà thực ra là cái số tiền của George Soros, cái quỹ của George Soros mà ném vào Miến Điện thực ra là không bao nhiêu cả. Rất ít ỏi so với những cái chuyện gọi là lớn lao đang xảy ra, so với những số tiền khổng lồ của Trung Quốc tuồn vào Miến Điện. Thì cái chuyện số tiền của George Soros đổ vào cho một số những gọi là cái lực lượng hoạt động xã hội dân sự của Việt Nam đó, nó cũng không bằng được với của bên Miến Điện đâu. Và cũng đừng nghĩ rằng những người mà đang hoạt động tranh đấu, đừng nghĩ rằng là nhà cầm quyền cộng sản nó không biết. Nó biết tòng 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 đi hết. Nó chơi dao hai lưỡi. Và cái tụi dọc solo là chơi hai mặt. Cho nên đâu đó cũng là may. Đâu đó cũng là may sự kiện của Miến Điện nó xảy ra để cho chúng ta tỉnh thức, để cho chúng ta tỉnh táo, để cho chúng ta nhìn người, để tìm ra chúng ta đang ở đâu, tìm ra anh em của chúng ta đang ở đâu, chúng ta có đồng minh hay không. Và những người mà chúng ta coi là bạn, là anh em đó, họ đi theo chủ thuyết gì? Họ đi theo cái sự lãnh đạo nào và sự lãnh đạo đó của ai? Tiền bạc chúng ta nhận được đó là chúng ta nhận được của ai? Có phải là của George Soros hay không? Và nếu là của George Soros thì ngày hôm nay chúng ta có nên hãnh diện tiếp tục hay không? Vâng, thưa các anh chị em, trong cái bối cảnh hỗn loạn như thế này, hỗn loạn thông tin như thế này, hết sức cần chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện không có nghĩa là chúng ta cứ ngồi cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, kính mừng Maria để rồi chúng ta không có bất cứ một cái hành động nào đối với xã hội cả. Ngay khi chúng ta đủ cơ hội để xuống đường mà sự tổn thất không nhiều thì chúng ta phải hành động. Chúng ta phải xuống đường. Và trong cái bối cảnh Việt Nam ngày hôm nay, nếu có thể nói, kêu gọi được một cái lời nào đó thì tôi sẽ không kêu gọi, tôi không sẽ cộng, sẽ không có cộng lời để kêu gọi các anh chị em xuống đường. Ít nhất là trong 3 tháng sắp tới đây. Bởi vì thứ nhất, chúng ta cần cái sức mạnh của thế giới, cần bạn của chúng ta, đồng minh của chúng ta nó rõ ràng, nó mạnh mẽ thật sự. Đó là cái nền cộng hòa của thế giới, nó mạnh mẽ thật sự. Cái thứ hai, trong cái câu chuyện Miến Điện, nó sẽ lan, nhưng nó không lan vào chúng ta trước khi lan sang Thái Lan và lan sang sang Campuchia. Bởi vì Thái Lan và Campuchia, vấn đề tôn giáo thì họ giống nhau. Phật giáo của Thái Lan, Phật giáo của Campuchia với Phật giáo của Miến Điện là giống nhau. Nhập thế, quan điểm nhập thế, tiểu thừa.
Nam Tông Bắc Tông nó khác nhau hẳn đấy, nó không giống nhau lắm đâu. Và cái nhìn người thì lại ngẫm đến ta, cái tín ngưỡng Phật giáo của chúng ta là què quặt hết sức nặng nề, đặc biệt là tại miền Bắc. Vâng, thưa các anh chị em, sự kiện của Miến Điện nếu có lan sang bên Thái Lan, nếu có lan sang sang Campuchia thì trong cái thời gian đầu, ít nhất là trong vòng một tháng, thì đặc biệt các anh chị em miền Nam của chúng ta cũng sẽ không có động. Bởi vì cái bối cảnh của Việt Nam nó khác rất nhiều. Chúng ta đối diện với một kẻ thù nó hết sức là súc vật. Đồng thời, chúng ta không giống như là người Campuchia. Người Campuchia họ giống nhau. Họ nghĩ giống nhau. Họ cùng một luồng suy nghĩ và tâm thức giống nhau. Người Thái Lan cũng mang tâm thức giống nhau. Người Miến Điện cũng mang tâm thức giống nhau. Nó khác với người Việt Nam của chúng ta. Người Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay chia hai miền rõ rệt. Hai miền, hai ý thức rõ rệt. Và vì thế, nó khi mà chúng ta chưa là một được đấy, thì chúng ta phải lựa thế để chúng ta đánh. Chứ nội cái chuyện mà xảy ra, cái chuyện àn ồn ào lên biểu tình dữ dội ở miền Nam ấy, thì nội dân của miền Bắc được huy động và quân đội gọi là trá hình quân đội hoặc là dân quân của miền Bắc tràn vào không ấy, thì nó cũng là sự tương tàn. Chúng ta chưa có sự nhất thống đó. Và đây là cái điều mâu thuẫn rất lớn, và đây là điều đáng ngại rất lớn cho cuộc tranh đấu của chúng ta. Và điều cuối cùng của live stream ngày hôm nay là xin các anh chị em ba cái chuyện gọi là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong hay là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa được dựng lên ở tại Thủ Đức ở Sài Gòn. Ba cái chuyện rác rưởi đó, đừng bao giờ quan tâm. Chúng nó đang dùng trò rác để dẫn dắt chúng ta, để dẫn dắt người dân Việt Nam. Đừng có làm gì cả, chờ thôi, mọi chuyện nó sẽ xong. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ở trên thượng tầng. Người dân khỏi cần phải làm cái gì hết. Đừng có rơi vào cái bẫy của họ. Tôi nói điều này là với một cái kinh nghiệm, và một cái kinh nghiệm của những người, một cái trải nghiệm của một người bị dẫn dắt rất nhiều. Những cái tổ chức tại hải ngoại, hầu hết, có thể nói là 90% các tổ chức tại hải ngoại, từ quân sự đến chính trị, tôi đều bị dẫn dắt để tiếp cận. Trong cái giai đoạn mới đây nó có, tức là không phải là giai đoạn tuần vừa rồi, nó có cái vụ án mới xảy ra ở hình như ở Ninh Thuận, Cam Ranh hay Ninh Thuận, liên quan đến Đào Minh Quân, chính phủ Đào Minh Quân, rồi liên quan đến cái tổ chức gọi là Triều Đại Việt, Triều Đại Việt. Nói đến điều này thì một số các anh chị em có thể là các anh chị em thắc mắc là tại sao có một những lúc là tôi hay để đằng sau lưng của tôi, cái live stream của tôi, cái lá cờ gọi là lá cờ Long Tinh, tức là lá cờ của thời vua Thành Thái trước khi mà có ba sọc, tức là một sọc ở giữa thôi, một sọc lớn ở giữa, lá cờ chia ra làm ba, ở phần giữa là Long Tinh, là lá cờ một gạch, và ở trên đầu của một gạch đó, nó có một cái mũi tam giác màu xanh, nó đại diện cho biển, đại diện cho hải ngoại, trong đó có năm ngôi sao trắng, tức là năm châu bốn biển đều hướng về quê hương Việt Nam, hướng về đất nước Việt Nam. Cái lá cờ này là lá cờ do một vị linh mục vẽ ra, và tôi có được tham gia vào trong cái quyết định sau cùng kết thúc. Đó là vị linh mục trung tá quân đội Hoa Kỳ đã tham chiến tại Afghanistan cũng như là tại Iraq 13-14 năm trên cái chiến trường khốc liệt đó. Đây là một vị linh mục người miền Bắc di cư và trưởng thành từ Sài Gòn.
Một số người lầm lẫn gọi rằng cái cờ đó là cờ của Triều Đại Việt, tức là một cái nhóm tổ chức gọi tên là Triều Đại Việt. Nhân đây tôi cũng muốn xin chia sẻ với các anh chị em là chúng ta tham gia vào đấu tranh, vào cuộc đấu tranh chúng ta cần tham gia bằng một cái sự tỉnh táo chứ không phải là bằng những sự cảm xúc vớ vẩn. Thái độ của một số các anh chị em tại Việt Nam tham gia vào tổ chức của Đào Minh Quân đó là một cái thái độ hết sức vớ vẩn. Tôi không xa lạ gì với tổ chức của ông Đào Minh Quân cả. Và lại càng không xa lạ gì với cái tổ chức gọi là Triều Đại Việt cả. Bởi vì khởi ở cái tổ chức Triều Đại Việt nó liên quan đến một người con cháu của dòng họ Nguyễn. Nguyễn Lê Lợi à Nguyễn Nguyễn Huệ tức là Hồ, đây là một người trong cái đoàn người Lưu Bạt, từ ở Nguyễn Huệ thời ông Nguyễn Huệ bị tàn sát đó, là một người phụ nữ đã mang thai để chạy sang bên Campuchia, và từ Campuchia đã con cháu đã vòng trở lại vùng đất An Giang. Cũng nhiều đời rồi, tức là đời thứ sáu của ông Quang Trung. Thì thế lực đó, thế lực nhân lực đó ở vùng Colorado có khá nhiều cái năng lực về tài chính. Cách đây khoảng 5 năm, 5 năm, 5 năm, 5 năm, 6 năm họ có sang bên Pháp để mời tôi tham gia. Và khi mà mời tôi tham gia đó là vị linh mục của, nguyên tắc là cố vấn của cái tổ chức đó là vị linh mục của Vũ Minh đã trực tiếp liên hệ để mời tôi sang bên Colorado. Thì khi sang bên Colorado đó thì tôi hết sức là quý cái tấm lòng của cái người gọi là con cháu của Đức Nguyễn Huệ đời thứ sáu. Chúng tôi có nhiều bằng chứng để chúng tôi kiểm chéo được cái chuyện đó. Tuy nhiên nó khá là thất vọng khi mà thảo luận với nhau và đi đến một cái quyết định làm việc chung thì nó có một cái ý mà không có thỏa thuận, không có thỏa nhượng được với nhau, nó liên quan đến lá cờ. Tức là các anh ấy, chủ trương là ngay khi mà vùng lên ấy, thì sẽ dùng cái lá cờ gọi là lá cờ của tổ chức mà sau này một số người gọi là cờ của Triều Đại Việt ấy, là dùng cái cờ đó làm chủ và thậm chí là không chấp nhận cái lá cờ quẻ thiên, tức là lá cờ thiên, lá cờ quẻ càn là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thì sự phối hợp của chúng tôi được khoảng chừng 8 tháng thì phải chia tay bởi vì cái quan điểm như vậy nó không có chấp nhận được. Tuy nhiên đối với tôi đó cái lá cờ đó nó vẫn có những ý nghĩa tích cực của nó, cho nên có những lúc tôi để phía sau cái livestream của tôi. Tại vì tôi không coi lá cờ đó là lá cờ của riêng ai cả. Thứ nhất là nó được vẽ ra bởi một người đã từng tham chiến tại Iraq, Afghanistan, của một người Việt Nam tuyên úy công giáo lên tới cấp bậc trung tá, tức là 13 14 năm ở cái bối cảnh chiến đấu bên đó, và vị trung tá tuyên úy thì là làm việc chung với bộ tổng tham mưu tiền phương của họ. Cho nên đó là đối với tôi hết sức quý trọng những người như thế. Cho nên lá cờ đó vì thế đó, nó không phải là lá cờ của một cá nhân nữa, bởi vì cái lá cờ đó được tham khảo nhiều ý tưởng, kể cả là ở Việt Nam lẫn kể cả là ở hải ngoại, và đặc biệt tôi có tham gia vào trong những quyết định sau cùng về vấn đề phong thủy
tôi có tham gia để đi đến cái quyết định sau cùng. Thì xác định cùng với các anh chị em là cái tổ chức Triều Đại Việt là một cái tổ chức tiếp nối, tức là một cái nhánh vá víu vào cái tổ chức của Đào Minh Quân. Khi mà Đào Minh Quân có một số những cái hành vi tráo trở thì một nửa cái nhân lực đã từng theo Đào Minh Quân tách ra để làm một cái nhóm. Cái nhóm đó có tên là Triều Đại Việt. Và trong cái ngày, tức là trong cái sự kiện của ngày mùng 10 tháng 6 năm 2018, cái nhóm tổ chức đó đã phạm vào một cái việc hết sức là bậy bạ. Đó là làm một cái vụ nổ một cách lãng xẹt xảy ra tại một cái phường, phường An Ninh ở quận Tân Bình. Và vì là không chuyên nghiệp, vì là lãng xẹt cho nên đã bị theo dõi và bị bắt rồi đưa ra tòa. Những cái chuyện đó đó, tôi nhân đây đó tôi xác định là tôi phản đối cái chuyện bạo lực, cái chuyện bạo động, cái chuyện nổ một cách trẻ con như vậy. Cái đó, cái nổ đó là cái sự nổ mất dạy. Bởi vì cuộc biểu tình đã được khởi động. Ngày mùng 10 tháng 6, cuộc biểu tình đã được khởi động. Và khi cuộc biểu tình được khởi động như vậy, đó, những người tranh đấu chân chính vì đất nước phải hiểu ngay rằng đây là một hình thức bất bạo động. Và khi mà hình thức bất bạo động đang tiến hành thì những cái trò, những cái chiêu ma mang tính cách bạo động, mang cái tính cách nổ cái này, nổ cái kia đó là tuyệt đối không được thực hiện. Chỉ có những đứa đuôi mù, chỉ có những đứa chó má mới thực hiện những cái chuyện đó thôi. Tức là mượn gió bẻ măng. Và cái thành quả của hàng trăm ngàn con người đổ xuống biểu tình đó là bị biến mất, là bị làm cho nó hoen ố đi. Cái sự tế nhị, cái sự tế vi của bạo động, của vũ khí đó, nó phải đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, chứ nó không phải nó làm bừa bãi. Trong cái nhóm, một số nhóm hoạt động chung với tôi cũng vậy. Có những người chủ trương mang một số những cái chủ trương lợi dụng vào trong cái chuyện của ngày mùng 10 tháng 6, 17 tháng 6 để tạo ra những cái cuộc bạo động tiếp theo. Đây là những suy nghĩ, đây là những suy tư, tôi gọi là những suy tư con dại. Những suy tư của những đứa con nít chưa biết thế nào là máu xương, chưa biết thế nào là tù tội, chưa biết thế nào là thao thức thật sự vì đất nước. Ngày hôm nay vẫn còn có những đứa nó to mồm khi mà tôi lên tiếng phản đối rằng các anh không được làm như vậy. Đây là một cái kinh nghiệm cho chúng ta để chúng ta phải thấy rằng cái chuyện vũ khí nó phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng tầm, chứ không phải là làm bậy làm bừa. Nó sẽ làm hại cho cuộc chung. Xin kính chào các anh chị em.